cần thợ nail ở Sixth Level, New Jersey. Cần thợ nail cho hai tiệm, thợ làm tay chân nước, bột, dip, thợ biết làm đủ thứ. Thợ tay nghề còn yếu, chủ sẽ training thêm. Thợ làm full time hoặc part time, good income, lương tùy theo tay nghề. Phần lớn khách đến tiệm thích làm dip. Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng, công bằng, không tranh giành. Tiệm mở cửa từ thứ hai tới thứ bảy, 9:30 sáng tới 7:30 tối, chủ nhật 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Tiệm nail ở Sixth Level, bang New Jersey. Tiệm trong shopping lớn, gần chợ, khu đông đúc, khách rất đông, good tip. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc 540-848-5589 hoặc 267-324-2345, không kịp nghe.